Lucas, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Tuấn Hải, nguy hiểm, bất cần và đã có bàn thắng thứ 6. Một bàn thắng có lỗi rất lớn của thủ môn Thanh Thắng. Lê Xuân Tú là người đã được hưởng lợi với một tình huống giật gót rất dễ dàng. Trời mưa, sân trơn bóng ướt khiến cho thủ môn Thanh Thắng đã không làm chủ được tình huống. Một quả tạt thực sự là hơi lỗi của Phạm Tuấn Hải, nhưng sau đó thủ môn Thanh Thắng với tình huống xử lý lóng ngóng của mình đã mang tới cơ hội cho Lê Xuân Tú lập công. Lê Xuân Tú nâng tỷ số lên 6-0 và đó là bàn thắng thứ 4 của anh tại Đại Golf V-League năm nay. Như vậy là Hai Long là cầu thủ được cho ra nghỉ và người vào sân để thay thế cho anh đó là Duy Mạnh. Daniel Green. Daniel Green đã ngã nhưng trọng tài lại tiếp tục nói không với penalty. Các cầu thủ chủ nhà đang phản ứng rất dữ dội.